Sớm mình năm nay rộn rịp dữ ha. Chắc ăn Tết lớn hay sao mà nhà nào cũng sửa soạn. Ây, thôi kệ, cũng mừng Tết nhất sắp tới rồi. Ơi xong nghỉ mệt tí rồi, làm tiếp. Ông gì? Công nhận nhanh thiệt ha. Sao nhanh? Mới năm rồi ăn Tết rồi lụi hụi đi dọn dẹp đây năm con gà. Bây giờ là tới năm con chó tiếp nữa rồi đó. Nhanh thiệt, công nhận. Nhanh gì không biết nữa. Tại bà già rồi bà không gọi là hồi hộp và đón chờ Tết. Ai nói ông tôi cũng nôn. Nôn gần chết luôn á. Ông biết sao không? Tết nhất vui lắm. Con cháu nó tề tụ về đông đủ cho nên nó vui. Lại ngồi nghỉ uống trà đi. Nếu biết vậy thôi ráng làm đi, than mệt gì nữa. Thì làm mệt thì than cho nó đỡ mệt. Vậy cũng khó quá. Trời trời. Nhà bà Tám sửa mấy ngày nay cũng không xong, mới làm gì cắt gạch xè xè hoài vậy, nhức đầu. Sửa cửa. Cửa hả? Làm cửa lại đó. Ăn Tết lớn dữ ha. Tôi tính bạn với ông vậy nè. Sao? Mấy năm trước á, nhà mình không có cây sung. Cho nên tôi thấy nó xìu xìu á. Cho nên năm nay á, ông mua cây sung về, ông trưng trước cái cổng cửa nhà cho tôi. Để cho nó sung sức. Sung tốt. Trời ơi tôi lẹo lưỡi. Sung tốt. Thường á, ông bà mình nói là cây sung á, là Tết nhất là nó sung tốt. Ha. Sung tốt gì được. Chứ còn sung sức là thấy mệt rồi đó. Ghê vậy. Là ăn thấy bít bết sao. Rồi thôi được rồi. Thôi cái nói chuyện đó để tôi lo. Đợi bà lo hết Tết luôn. Ủa làm sao? Ý ông nói là chắc ông mua rồi á. Mệt bà quá, sung gì đây? Giờ chưa Tết mà mua làm gì? Tôi để gần Tết, giáp Tết, thí dụ ngày mai Tết, bữa nay tôi mới đi chợ tôi mua. Trời ơi, mua lúc đó người ta mới bán ế, người ta tranh thủ tao bán tháo, bán đổ, mình mới mua rẻ, không biết gì hết. Cái gì mà kêu Tết nhất thôi, chưng có cái sung thôi mà cũng tiết kiệm nữa thiệt tình. Tiết kiệm cái gì? Cái đó là tôi tính toán để mà mình mua lúc nào nó hợp lý, để đồng thời mình có được cái cây đẹp, cây tốt, hiểu không? Miễn sao tôi mua về cái cây trái sung xuê mà giá rẻ là được rồi. Ông làm gì đó làm, miễn sao có cây sung cho tôi là được rồi. Đi vô đi dọn dẹp tiếp đây. Vậy thôi hả? Vậy cũng nói bàn chuyện đại sự. Ông đi mua sung hả? Mua cây sung. Chở tôi theo đi, tôi dịnh cho. Thôi khỏi đi. Sao vậy? Trời ơi, chở bà đi, bà leo lên mà ngồi hết cái xe là chỗ đâu tôi để cây sung. Mà có để cây sung được chăng nữa, bà ngồi bà chẹn hồi là cây sung nó ngộp, nó chết luôn. Làm như là người quá đi. Thằng bán sung phải. Thôi, được rồi. Ông ơi nha, suốt ngày cứ chê tôi hoài, mùng 1 Tết mà chê tôi xui cả năm ráng chịu nghe. Dạo. Cái gì vậy? Đi đâu mà chở mua nhiều cây dễ lửa, mắc gì có cây sao lửa. Cây dễ bán là ép giá nữa. Người đâu gặp gỡ làm chi? Trong năm biết có mua cây sùng hay không? Mua gì? Cây sùng mới mua nha, cây sùng là không có mua nha. Dạ cây sùng không hề, cây sùng nó phải bán pha lan đâu mà sùng. Ui, ra chở mua. Để coi. Dạ đây con đẩy hàng đó như là hội chợ tiêu dùng đó. Cây sùng cũng đẹp quá ha. Dạ. Sáng giờ con bán được 1.500 cây rồi đó chú. Vậy hả? Dạ bây giờ mua đi đâu. Để tôi tính toán tôi trả giá được coi. Cái đứa đó mình cả hoài. Bực bội à. Dạ gia đình mình đang lũng củng. Hãy trồng cây sung đi. Hết lũng củng bất ngờ. Vậy hả? Dạ. Sung mấy vậy bay? Dạ đừng có kêu cây là cây sung, mà hãy kêu là cây bonsai. Cái gì? Cây bonsai. Cây này sung gì đây? Dạ trước khi mà bán cây sung xin tặng chú một bài thơ. Thơ gì? Ai mà nhỏ xíu nhỏ siêu, trồng sung một cái bự lên húng hồn. Khỏi mua đi ha. Dạ sao vậy? Tôi bự sẵn rồi, tôi bự sẵn rồi. Không chứ lại thơ dở quá. Dạ thôi con hát. Rồi, hát sung đi. Đi rồi sung đến, sung mang niềm vui mới cho nhân gian buồn phải phá. Rồi thôi về luôn đi. Dạ thôi con không hát, con không đọc thơ nữa. Mua sung cho con đi. Sung này là bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu năm tuổi? Dạ cây sung này là được từ ông nội con để lại. Mấy chục năm tuổi rồi hả? 30 năm tuổi rồi. Rồi 30 mùa xuân sang rồi mà nó vẫn xung xuê như thế này đây. Thôi giờ giá cả nhiêu? Giá cả đó phải chăng 2 triệu. Cái gì? 2 triệu cây sung gì mà 2 triệu? Dạ từ sáng giờ con bán là 20 triệu không á, mà cái cây này cũng cùng đó. Thôi đi ra làm tôi cái. Trời ơi. Nữa. Cái gì? Bà tài lanh quá. Chưa có biết cái gì hết trơn. Bà thấy cây sung của người ta không? Thấy không? Trái rồi nó đầy. Thì nói nào ngay nhìn cũng được đó mà mắc quá. Mắc thì phải trả giá chứ. Trời ơi. Nói kệ nó chứ. 2 triệu phải không? Dạ. Chịu 8 được không? Dạ được. Hả? Dạ được. Khoan, nói chơi. Nó trả thử thôi. Giờ 1.5 triệu bao không? 1.5 triệu. Chú nghĩ sao vậy? Bán luôn. 1.5 triệu nè luôn. Rồi. Rồi đứng. Khoan. Tự nhiên cái nó dắp cái miệng á. Bao nhiêu chú? 1 triệu được không? Chú ơi buông gánh bán bưng nghĩ sao 1 triệu chú ơi bán luôn nè. 1 triệu. Hả?
triệu nè, bán được rồi. Nó coi thằng này sao nó buôn bán hoang mang quá vậy. Này nó nghe, nó nghe. Cái gì? Cái này phải tôi kẹo giống mông đâu nghe. Nhưng mà ông thử coi, thử trả 500 không chừng nó bán luôn. Vậy hả? Bây giờ rút với con một giá vậy, chú mua con 500 đó. Bán được rồi, bán. Bán luôn. Cái gì? 500 bán luôn. 500 mày bán luôn hả? Dạ. Cái này mà ra ngoài chợ bèo lắm rồi, mỗi 5 triệu một cây nó bán 500 ngàn cái được rồi. Trả 200 Dạ chú ơi, con đã nghe hết trơn rồi. Chú định trả 200 đúng không? Ví dụ con không nghe, ví dụ con không nghe, ví dụ quay qua trả 200 nè. Giờ 200 bán không? Nghĩ luôn đi. Thôi chú giỡn mà, chú giỡn thôi. Chú nghĩ sao vậy, công sức người ta trả 200. Rồi 500. Mà thôi 500 nha. Kiêng xuống, kiêng xuống. Thương lắm mới bán 500 đó, nghĩ sao cây trái xung xuê đùm đề vậy, phụ con cái đi. Tôi thấy cái gì nó có lấn cấn cái gì á. Lấn cấn cái gì bà mệt quá. Được rồi. Cái gì nó sai sai ở đây á. Có đừng có mua ông ơi. Cái gì mà từ 2 triệu xuống 1,5 triệu rồi 500 triệu bán. Không hiểu luôn á. Dạ chứ để con hoa của con tự biết làm. Đó. Âm. Cái gì? Tôi thấy nó sao sao quá mà. Bây giờ đã trả giá rồi, đã mua được rồi, bây giờ lấy tiền đưa cho người ta. Đưa tiền đi. Chứ mà. Dạ chú ơi, chú đừng có đụng vô cho chú. Đừng có háo dây đèo ra nha, cái nó xích đeo đó. Vậy hả? Dạ 500. Đưa 500 cho nó đi. Mệt quá. Dạ con cảm ơn cô chú. Chúc cô chú năm mới thiệt là vui vẻ. Cảm ơn cô chú nha. Dạ. Tôi bye cô chú. Bye ăn Tết vui vẻ nha. Bye bye cô chú. Mày té hết lòi họng mày bây giờ. Rồi công nhận nó bán được giá rồi, nó là chạy thấy thương không, nó vui vẻ nó về ăn Tết nha. Thấy cái mặt nó nhăn nhăn sao á, thấy không, nó cho mình dây luôn nữa nè. Đâu quá trời 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 ông là trời đất ơi, cái gì vậy? Móc sao mà nguyên một chùm rớt luôn à, thiệt tình ông không có cẩn thận gì hết à. Chưa chân rồi nó rụng tùm lum chân vậy nè. Trời đất ơi, trời 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 đất ơi, như vậy mà chưa tiếc sao mà còn bức của người ta nữa. Bức sao mà bức, mà sung quá, mà sung quá mà bức hết sung của người ta đây nè. Tôi ủa trời ơi, trời ơi. Tụng ở đâu mình rớt tới đó vậy? Trời ơi, trời chịu nổi không? Trời ơi ông ơi. Hả? Ông coi nè. Trời ơi. Ủa sao sung gì kỳ vậy? Thấy chưa? Tôi cản tôi kêu đừng có mua, ông bị nó lừa rồi trời ơi. Lừa cái gì mà lừa? Ông nhìn đi. Mở đâu? Mở mắt tự lên nhìn. Hả? Đây nè, thấy chưa? Nó lấy dây nó ràng nè, thấy chưa? Tại bà của bà. Sao tại tôi? Hồi nãy bà cản tôi mà không có cản nhiệt tình gì hết, bà cản cho có không à. Bà thấy mấy cái chuyện mà kiểm tra là phải bà phải kiểm tra. Tôi lo tôi trả giá thì bà phải qua bà kiểm tra. Bà lo bà đứng đánh, bà cả. Đánh đi, tôi cần cho tôi. Trời đất ơi, bây giờ tôi nói nè, đây là một cái bài học đắt giá cho ông, thấy chưa? Tôi đã nói rồi, đi ra chợ mua đi, tha hồ mà lựa. Cái này mà ra chợ mua có 5,000 một chùm thôi. Làm cái gì mà có cái chuyện ngon bổ rẻ mà có 500,000? Thôi mà đừng la nữa, hàng xóm ta nghe người ta cười vợ chồng mình đó. Biết lỗi do tôi rồi, cũng ham của rẻ ra mới bị nó lường gạt vậy. Thôi tôi rút kinh nghiệm, mốt đâu đó phải đến đúng nơi đúng chỗ mua để cho nó đàng hoàng không bị gạt. Hay quá ha. Giờ mới biết ha. Thôi được rồi, lỡ rồi coi như của đi thay người đi. Cũng may là giờ phát hiện á, chứ để ngày mùng 1 mà phát hiện mà nó rụng rụng kiểu này là coi như tôi với ông mà rụng cả năm luôn á. Mà siêu thiệt á. Có gì nữa? Miễn sao Tí có đầy đủ sức khỏe, sao mà Tí viết di chúc cho tụi con. Con sẽ nắm tay Tí, giống như ngày xưa mà Tí nắm tay con dạy chữ gì đó. Bây giờ con nắm tay Tí á, con viết từng cái...